Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà, những người con quê hương Hưng Hà đang học tập, lao động, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. Trong không khí vui mừng phấn khởi của đầu năm 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà, tôi thân ái gửi tới các tầng lớp nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà, những người con quê hương Hưng Hà đang học tập, lao động công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa toàn thể nhân dân, năm 2023 vừa đi qua với nhiều cảm xúc đáng nhớ, thời cơ vận hội và khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự ủng hộ của các huyện, thành phố, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực. Kinh tế của huyện vẫn duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng 5,33% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 3 trên 8 huyện thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và xây dựng. Thu ngân sách mặc dù bị gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt 112% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,04% xuống còn 1,67%, hộ cận nghèo từ 2,5% xuống còn 2,12%. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm. Nhiều công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Đã có một số nhà đầu tư lớn tiềm năng về nghiên cứu và cam kết đầu tư sản xuất kinh doanh vào huyện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện được nâng lên, năm 2023 xếp thứ 3 trên 8 huyện thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Sự nghiệp văn hóa giáo dục, y tế, thông tin và tuyên truyền tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Các chế độ chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ kịp thời. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực. Những thành tích đạt được trong năm qua là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp trong huyện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ các hiệu quả các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự ủng hộ của các huyện, thành phố. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà, tôi xin được bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Hưng Hà, những người con quê hương Hưng Hà đang học tập, công tác, lao động ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã nỗ lực đoàn kết phấn đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của Hưng Hà trong năm 2023. Kính thưa toàn thể nhân dân, bước sang năm mới, năm Giáp Thìn 2024, chúng ta có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức đan xen. Với truyền thống anh hùng cách mạng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện nhà tiếp tục phát huy năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo với một khát vọng mới để quyết tâm xây dựng quê hương Hà vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa. Với niềm tin tưởng đó, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các lực vũ trang toàn huyện tranh thủ tốt mọi thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt lãnh đạo huyện, xin gửi các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà, những người con quê hương Hưng Hà đang học tập, lao động, công tác ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xuân mới, thắng lợi mới.